bạn. Đồng thuận ơi. Ai dám bắt tiền gọi Nguyễn Tấn Dũng lên tới giờ nè. Ông đừng có đã ấp với mà thanh hả? Đúng không? Em ơi, em ơi, tao đi bước. Mày ơi, đụng mày chơi mày ơi. Mày ơi, đừng có làm tao đi. Tao bình tĩnh lại rồi đó. Ba tao vẫn là Nguyễn Tấn Dũng. Mà tao vẫn là Nguyễn Tấn Dũng. Ba. Đi thôi. Nó còn quan tụi nó mới ghê đi. Học quá. Với bạn tao mà đủ cái đời lành. Hả? Tao sẽ xuống tao sẽ điện thoại tao ngã từ trên tao ngã xuống tinh không. Rồi, đây không phải con Nguyễn Tấn Dũng rồi nè. Cứ đại nhìn. Đó. Hả? Tụi mày nhìn lé hả? Tụi mày tụi giáo giờ đẹp mà con Tấn Dũng không hả? Tao năm tao kêu ba, tao về tới Kiên Giang thật giả. Tao kêu ba thôi.